Sách Nahum chương 1. Gánh nặng của Ninive. Sách sự hiện thế của Nahum người Encốt. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ghen và báo thù. Đức Giê-hô-va báo thù và đầy sự thịnh nộ. Đức Giê-hô-va báo thù kẻ cừu địch mình và cứu giận cho kẻ thù mình. Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn, nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Đức Giê-hô-va đi trong gió lốc và bão tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài. Ngài quở trách biển làm cho nó khô và làm cạn hết thảy các sông. Ba-san và Cạc-mên đều mòn mỏi, hoa của Li-ban đều héo rụng. Các núi run rẩy vì cớ Ngài, các đồi tan chảy, đất và thế gian cùng dân cư trên đất đều dậy lên trước mặt Ngài. Ai đứng được trước sự thịnh nộ Ngài? Ai đương nổi sự nóng giận Ngài? Sự tức giận của Ngài đổ ra như lửa, những vần đá vỡ ra bởi Ngài. Đức Giê-hô-va là tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn và biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài. Ngài dùng nước luộc hủy diệt chỗ nó và đuổi kẻ thù nghịch mình vào sự tối tăm. Các ngươi sẽ lập mưu gì nghịch cùng Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ diệt hết cả. Sẽ chẳng có tai nạn dậy lên lần thứ hai. Vì chúng nó xỏ xen như gai gốc và mê man như say rượu, thì sẽ bị thiêu hủy hết như rơm khô. Ấy là từ ngươi mà ra một kẻ mưu sự dữ nghịch cùng Đức Giê-hô-va và toan sự gian ác. Đức Giê-hô-va phán như vậy: dầu chúng nó sức mạnh đầy đủ và người đông, cũng sẽ bị trừ đi và trở nên hư không. Dầu ta đã làm khổ ngươi, song ta sẽ chẳng làm khổ ngươi nữa. Nhưng bây giờ ta sẽ bẻ gãy ách nó khỏi ngươi và bứt đứt dây ngươi. Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh về ngươi: từ danh ngươi chẳng sinh ra nữa. Ta sẽ trừ bỏ tượng chạm và tượng đúc khỏi nhà các thần ngươi. Ta sẽ làm mồ mả cho ngươi vì ngươi là hèn mạt. Này, trên các núi có chân của kẻ đem tin lành và rao sự bình an. Hỡi Giu-đa, ngươi khá giữ kỳ lễ mình và trả sự hứa nguyện mình, vì kẻ gian ác về sau chẳng đi qua giữa ngươi nữa, nó sẽ bị diệt sạch. Chương 2. Kẻ tàn phá đã đến nghịch cùng ngươi, hãy giữ đồn lũy, canh phòng đường xá, thắt chặt lưng ngươi và thâu góp cả sức mạnh ngươi. Vì Đức Giê-hô-va khôi phục sự vinh hiển của Gia-cốp như sự vinh hiển của Israel. Bởi những kẻ bóc lột đã bóc lột chúng nó và đã phá hại những nhành nho chúng nó. Thuẫn của những người mạnh là đỏ, những lính chiến nó mặc áo màu điều. Trong ngày nó dàn trận, gang thép của xe cộ sẽ lòe ra như lửa và gươm giáo đều lay động. Những xe đi hỗn độn trong đường phố và chạy đi chạy lại trong các đường rộng, thấy nó như những ngọn đuốc và chạy như chớp. Nó nhớ lại những người mạnh dạn của mình, nhưng chúng nó bước đi vấp váp. Chúng vội vã đến nơi vách thành nó, sắm sẵn để chống cự. Các cửa sông mở ra, đền đài tan mất. Đã nhất định, hoàng hậu bị bóc lột và bị bắt đi. Các nàng hầu hạ người đi theo, rên xiết như bồ câu và đấm ngực mình. Vả Ninive, từ lâu nay, nó đã như ao chứa nước, nhưng bây giờ chúng nó chạy trốn. Có kẻ kêu rằng, hãy đứng, hãy đứng, song không ai quay lại. Hãy cướp bạc, cướp vàng, vì của báo nó vô ngần, mọi đồ đạc quý nhiều vô số. Nó đã bị tàn phá, trống không và hủy hoại hết. Lòng chúng nó tan chảy, đầu gối chúng nó chạm nhau, mọi lưng đều đau. Hết thảy mặt đều xám ngắt. Nào cái hang của sư tử và nơi mà sư tử con nuôi nấng là nơi sư tử đực, sư tử cái và con nó bước đi mà không ai làm cho chúng nó sợ hãi bây giờ ở đâu? Sư tử đực xé đủ mồi cho con nó và bóp mồi cho sư tử cái. Hang nó đầy mồi, ổ nó đầy của đã bắt được. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: này, ta nghịch cùng ngươi, sẽ đốt xe cổ ngươi và làm cho tan ra khói. Gươm sẽ nuốt những sư tử con của ngươi. Ta sẽ dứt mồi ngươi khỏi đất
và tiếng của những sứ giả ngươi sẽ không nghe nữa. Chương 3. Khốn thay cho thành đổ máu, nó đầy dẫy những sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi. Người ta nghe tăm roi, tiếng ầm của bánh xe, ngựa thì phóng đại, xe thì chạy mau. Những lính kỵ sấn tới, gươm sáng lòe, giáo nhấp nháng. Có đoàn đông kẻ bị giết, có từng đống thây lớn, xác chết nhiều vô số. Người ta vấp ngã trên những thây. Đó là vì có rất nhiều sự dâm đảng của con điếm tốt đẹp, khéo làm tà thuật ấy. Nó bán các nước bởi sự dâm đảng và bán các họ hàng bởi sự tà thuật. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Này ta nghịch cùng ngươi, ta lột áo sống ngươi, phô bày sự trần truồng ngươi ra cho các dân tộc và tỏ sự xấu hổ ngươi ra cho các nước. Ta sẽ ném sự ô uế gớm ghiếc của ngươi trên ngươi, làm cho ngươi nên khinh hèn, làm trò cho mọi người xem. Xảy ra có ai thấy ngươi thì sẽ lánh xa và nói rằng: Ninive đã hoang vu, ai sẽ có lòng thương xót người? Ta bởi đâu tìm cho ngươi những kẻ yên ủi? Ngươi muốn hơn Nô A Môn ở giữa các sông, nước bọc chung quanh, lấy biển làm đường lũy, lấy biển làm vách thành hay sao? Ethiopia và Egypto là sức mạnh vô cùng của nó. Phút và Libya là kẻ cứu giúp ngươi. Dầu vậy, chính nó cũng đã bị đày khỏi đất mình, bị bắt đi làm phu tù. Con cái nó cũng đã bị nghiền nát nơi ngã ba các đường phố. Người ta đã ném thăm trên các kẻ cả nó và các quan trưởng nó đều bị mang xiềng. Ngươi cũng vậy. Ngươi sẽ mê man vì say, sẽ được ẩn náu và tìm nơi vững bền vì cớ kẻ thù. Hết thảy những đồn lũy ngươi như cây vả có trái chín đầu mùa, hễ lung lay thì rụng xuống trong miệng của kẻ muốn ăn nó. Này, dân sự ngươi là đàn bà ở giữa ngươi. Các cửa thành của đất ngươi sẽ mở rộng cho quân thù ngươi. Lửa đã thiêu nuốt những then ngươi. Ngươi khá múc nước để phòng cơn vây hãm, làm vững chắc đồn lũy ngươi. Khá đạp buồn, nhồi đất sét và xây lại lò gạch. Tại đó, lửa sẽ thiêu ngươi, gươm sẽ diệt ngươi, nuốt ngươi như cào cào vậy. Ngươi khá nhóm lại đông như cào cào, nhiều như châu chấu. Ngươi đã thêm kẻ buôn bán ngươi nhiều ra như sao trên trời. Cào cào đã cắn phá hết rồi trốn đi. Các quan trưởng ngươi như cào cào, các quan tướng ngươi như bầy châu chấu đậu trên hàng rào trong khi trời lạnh. Đến chừng mặt trời mọc, nó đi mất, người ta không biết nó ở đâu. Hỡi vua Assyri, những kẻ chăn của ngươi ngủ rồi, những kẻ sang trọng của ngươi đều yên nghỉ. Dân sự ngươi tan lạc nơi các núi, không ai nhóm họp chúng nó lại. Vết thương ngươi không thuốc chữa, dấu vết ngươi rất hiểm nghèo. Phàm kẻ nghe nói về ngươi đều vỗ tay trên ngươi. Vì ai là kẻ chẳng từng chịu luôn sự hung ác của ngươi?